chị, phía bên cạnh của Bảo đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe, một phiên bản 7 chỗ, phiên bản cao cấp, dầu cao cấp của dòng xe Hyundai 7 chỗ. Hiện tại mẫu xe này đang được hưởng cái khuyến mãi rất là cao sau cái dịp Tết vừa qua. Thì hiện tại với mức giá xe hiện tại là 1.375 triệu, thì trong duy nhất trong tháng 2 này anh chị sẽ được hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến là 110 triệu đồng. Ngoài ra là sẽ được tặng cho anh chị một số món quà phụ kiện theo xe, rất là đầy để cho anh chị mình trang bị đầy đủ chiếc xe mình được về và mình chạy sử dụng ha. Thì nếu mà anh chị nào chúng ta đang hộ khẩu ở tỉnh Đồng Tháp thì để mà lăn bánh và sở hữu chiếc xe này thì chi phí mà anh chị cần bỏ ra chỉ từ là 1.007 triệu đồng thôi. Em xin lỗi, 1.407 triệu ha. Thì đó là chi phí lăn bánh. Còn đối với anh chị nào nếu chúng ta dự định mà mua xe qua ngân hàng thì số tiền mà chúng ta trả trước để sở hữu con xe này thì chỉ từ là khoảng 400 triệu là anh chị sở hữu của con xe Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp này rồi. Thì tiếp theo là em sẽ cùng anh chị xem là ở phiên bản Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp này chúng ta sẽ được trang bị những gì, như thế nào, và em sẽ giới thiệu sơ nhanh cho anh chị mình chúng ta cùng xem để chúng ta có đánh giá về cái mẫu xe 7 chỗ cao cấp này ra sao, sẽ được trang bị những cái điểm nổi bật nào về cái mẫu xe Hyundai Santa Fe phiên bản 7 chỗ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ được một trang bị một lưới tản nhiệt có mạ chrome bóng. Anh chị nhòm cái mẫu xe 7 chỗ nó sẽ tạo cảm giác cho anh chị thứ nhất là sang trọng, cứng cáp về cái bộ phận đầu xe, anh chị thấy đúng không? Chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế gọi là cứng cáp, thể thao, mạnh mẽ, cũng đầy sự sang trọng. Tiếp theo á, anh chị chúng ta sẽ được có cái phần vị trí phần đèn, phần đèn xe thì chúng ta sẽ có cái vị trí đèn sẽ là trang bị hệ thống đèn LED ở phần vị trí đèn cốt pha ha. Ở phía trên đây thì sẽ là vị trí đèn xi nhan. Thì khi mà anh chị trang bị cái vị trí đèn LED này thì thứ nhất là sẽ được trang bị thường trên cái mẫu xe sang trọng, chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đèn LED. Anh chị đánh giá như thế nào về cái phần đầu xe, có thể bình luận bên dưới để cho Bảo biết là anh chị cảm nhận về cái phần đầu xe sẽ ra sao. Tiếp theo chúng ta sẽ xem ở phần phía bên hông xe sẽ được trang bị như thế nào, có như những điểm nào nổi bật Bảo sẽ giới thiệu cho anh chị. Ngoài ra thì mẫu xe này có được trang bị thêm một cái tính năng, có thể là một số dòng xe trên thị trường chỉ trang bị trên hệ thống dòng xe sang có, nó là tính năng khởi động từ xa. Khi mà anh chị chúng ta có thể là chúng ta đứng từ xa mà chúng ta có thể khởi động chiếc xe lên, chứ không cần chúng ta phải vào xe mới khởi động đó, chúng ta có thể khởi động chiếc xe lên từ xa được. Nếu mà anh chị chúng ta để một chiếc xe ngoài nắng như thế này, khi mà chúng ta khởi động trước như vậy thì hệ thống máy lạnh nó sẽ bật trước lên và anh chị giúp cho anh chị chúng ta bước vào xe sẽ tạo cảm giác thoải mái cho mình khi chúng ta khởi động chiếc xe trước lên. Anh chị thấy đúng không? Cho Bảo ý kiến về vấn đề mà tính năng khởi động từ xa trên xe, anh chị cảm giác cảm thấy nó như thế nào ha? Okay. Anh chị cùng Bảo xem là chúng ta sẽ quan sát ở phần vị trí bên hông xe chúng ta sẽ có những cái điểm nào. Đó, anh chị thấy gì không? Khi mà em cầm một chiếc chìa khóa mà chiếc xe em đã khóa rồi và em cầm khóa đến gần thì tự động cái vị trí phần gương sẽ được mở ra. Đó là một cái tính năng em nghĩ là anh chị sẽ rất thích thú khi chúng ta sử dụng một chiếc xe mà có nhiều tính năng tiện nghi nhỏ như vậy nhưng mà nó rất là hiện đại, giúp cho anh chị cảm giác xe chúng ta sẽ rất là đẳng cấp đúng không? Khi mà chị cần cầm chìa khóa đứng gần và tự động tới gần thì hai cái chiếc xe giống như đang chào mừng chúng ta chuẩn bị bước đến và lái thử chiếc xe, lái chiếc xe này đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ có thì cái phần mâm xe này có nhiều anh chị sẽ nói là cái phần mâm xe anh chị sẽ không thích cái kiểu nó quá cứng cáp, nó quá ấy, đúng không? Nhưng mà theo em nghĩ rất mẫu xe này thứ nhất là về vấn đề là mâm xe nó sẽ tạo cảm giác cho anh chị phần mâm la răng hợp kim này nè, thứ nhất là sang nè, rộng nè, mạnh mẽ nè. Nhìn anh chị nhìn cái mẫu xe cảm giác cái xe nó sẽ không có mềm yếu quá, cũng không có cứng quá, mà nó sẽ hài hòa giữa phần đầu xe và phần bên hông xe đúng không? Về phần kích thước mâm thì hiện tại mẫu Santa Fe này cái kính mâm sẽ là R sẽ là 19 inch ha, bánh sẽ 19 inch và hệ thống phanh sẽ là phanh trang bị hệ thống phanh đĩa trước sau ha anh chị. Có trang bị đầy đủ tính năng cân bằng điện tử ABS có hết ha. Tiếp theo anh chị chúng ta sẽ có những cái tính năng hỗ trợ khác như là hỗ trợ nút bấm thông minh trên tay nắm cửa. Khi mà anh chị đứng gần chiếc xe, em ví dụ đi, chiếc xe chưa khóa ha, chúng ta chưa khóa nè. Khi mà anh chị đứng gần, chúng ta chỉ cần cầm cái chìa khóa đứng gần trong xe và chúng ta thực hiện thao tác tính năng bấm một lần tự động chiếc xe sẽ khóa lại, không cần phải bấm trên chìa khóa. Điều kiện là anh chị phải cầm chìa khóa đứng gần nha.
À, khi anh chị bấm một lần hai thì tự động xe sẽ mở khóa. Đó. Một số cái hỗ trợ mà cũng có trang bị trên dòng xe Santa Fe rất là hay, đúng không? Thì thêm nhiều anh chị chúng ta mua xe cũng có thể là chưa biết về tính năng trên cái chìa khóa này. Có một cái tính năng rất là hay, em ví dụ đi, khi mà anh chị đã lỡ chúng ta xuống xe rồi mà chúng ta quên là những cái cửa kính chúng ta vẫn chưa kéo lên, đúng không? Nhiều chiếc xe khác không có trang bị thì chúng ta phải bắt buộc là vào lại xe và khởi động xe lên và bấm cái cửa kính lên mới được, đúng không? Nhưng đối với dòng xe Santa Fe thì anh chị sẽ được thực hiện cái tính năng lên cửa kính, bốn cửa kính luôn, chia với chỉ một thao tác đơn giản là anh chị chỉ cần bấm đè vào nút khóa cửa, đè lên thì tự động bốn cái phần cái cửa kính sẽ kéo lên hết toàn bộ cho anh chị. Rất là tiện lợi, anh chị đứng từ xa chúng ta khoa lỡ mà chúng ta quên một hai hay cửa kính chưa kéo lên thì chúng ta chỉ cần đứng từ xa và thực hiện thao tác bấm thì tự động tất cả cửa kính sẽ kéo lên, đảm bảo an toàn trong xe của chúng ta. Đó là một số tính năng mà trên dòng xe Santa Fe sẽ được trang bị. Ngoài ra thì em sẽ quay cho anh chị xem ở phần phía đuôi xe chúng ta sẽ có những gì. Đây là phần vị trí phần đuôi xe. Thì ở phần đuôi xe phía sau này anh chị sẽ có những cái trang bị, đó chính là khi chúng ta đứng gần 3 giây thì tự động cái cốp sẽ được bật lên. Điều kiện anh chị phải cầm chìa khóa đứng gần anh chị. Đó. Thì trong cái tính năng của cái cốp này, anh chị có thể là nếu có những cái tính năng an toàn khác, khi mà anh chị đứng gần mà lỡ như có vật cản gì đó thì tự động cái cốp nó sẽ đẩy lên lại. Đó, an toàn cho chúng ta, đúng không? Toàn xe thì được trang bị hệ thống cốp là cốp điện anh chị, chúng ta chỉ cần thao tác với một thao tác trực tiếp. Phía sau thì đèn hậu phía sau sẽ được trang bị hệ thống đèn hậu dàn led hết ha. Có camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ, gạt mưa phía sau luôn, có trang bị hết ha anh chị. Rồi tiếp theo anh chị cùng bảo xem là ở khoang nội thất trong xe chúng ta sẽ được trang bị những gì như thế nào. Tiếp theo em sẽ thử ngồi vào vị trí khoang người lái thứ hai và hành khách ha. Thì đối với về 7 chỗ thì chủ yếu phần xe 7 chỗ này sẽ tập trung ở khoang hành khách thứ hai, sẽ trang bị rộng rãi để tiện nghi cho anh chị mình ha. Có đầy đủ các tính năng hỗ trợ khác như là có trang bị cửa gió sau nè, cổng sạc USB 2 cổng nè ha, để cho hai người sau nè. Nếu anh chị chúng ta đi tầm hai người phía sau, chúng ta có thể có thêm cái phần vị trí bệ tì tai để chúng ta, vị trí để nước nè, rất là tiện lợi cho anh chị chúng ta khi chúng ta vừa làm việc nè, di chuyển nè, một cách thoải mái nhất, tạo cảm giác cho anh chị lên chiếc xe sẽ đẳng cấp hơn, thoải mái hơn, đúng không? Tiếp theo anh chị chúng ta sẽ xem là ở phần vị trí người lái sẽ có những cái tính năng hỗ trợ nào về ra sao. Em sẽ giới thiệu cho anh chị cùng mình xem ha. Ok, anh chị chúng ta sẽ cùng nhìn xem là ở phía bên trong xe chúng ta sẽ được trang bị những gì. Đầu tiên ở phần vị trí phần cần số, anh chị thấy không, chúng ta sẽ có dạng cần số là dạng nút bấm hoàn toàn, không phải cần số gạch nữa. Và thứ hai là chúng ta sẽ được trang bị hệ thống phanh tay điện tử ở đây chứ không còn phanh tay cơ ha anh chị. Ngoài ra thì xe sẽ có được trang bị cảm biến phía trước sau ha, cam 360 có luôn nha anh chị. Có trang bị hết đầy đủ cam 360 cho anh chị mình. Khi mà anh chị mình chúng ta nhá nhanh nè, chúng ta nhá nhanh phía bên trái thì sẽ hiển thị cái vị trí camera bên trái nè. Khi mà anh chị nhá nhanh bên phải đi thì sẽ hiển thị cái khung hình camera bên phải cho anh chị. Giúp chúng ta hỗ trợ an toàn khi chúng ta di chuyển trên đường. Đó là một số cái tính năng em giới thiệu với anh chị. Chúng ta sẽ được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù có luôn nha. Đây, có trang bị luôn nha anh chị. Anh chị thấy trên cái mặt gương nè, thấy không? Có cái vị trí biển báo nè, khi anh ta chạy xe di chuyển trên đường á thì nó sẽ hiển thị tính năng này rõ hơn. Ngoài ra thì khi anh chị bấm vào vị trí lùi á thì có hiển thị lên cái vị trí cam 360, hoặc là anh chị chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm một số cái tính năng khác như là làm mát ghế nè. Đó, như là làm mát ghế, sửa ghế nè, hai bên tài phụ ha, sửa vô lăng có luôn nha anh chị. Đó. Hỗ trợ đổ đèo nè có luôn, khi chúng ta di chuyển có bật cam 360 luôn ha, rất là tiện lợi cho anh chị mình khi chúng ta chạy xe trên đường.
Về ga chúng ta có trang bị hệ thống lẫy chuyển số trên vô lăng luôn nha, giúp anh chị chúng ta di chuyển trên đường chuyển số về dạng số bán tự động sẽ nhanh hơn. Khi anh chị mà chúng ta có chế độ lái nè, khi anh chị chuyển cái độ lái thì sẽ đổi luôn cái giao diện trên xe luôn ha. Đó, nhìn rất là bắt mắt, chúng ta sẽ không bị nhàm chán khi chúng ta chạy chiếc xe này. Rồi, đó là một số cái tính năng mà cơ bản em giới thiệu với anh chị. Thì nếu anh chị nào chúng ta muốn biết chi tiết rõ hơn về chiếc xe này thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp Bảo. Bảo sẽ hỗ trợ tư vấn và cho anh chị báo giá các chương trình khuyến mãi hiện tại. Ngoài ra sẽ hỗ trợ anh chị cái phần lái thử xe nữa ha. Đó là những cái tính năng của mẫu xe Hyundai Santa Fe em vừa giới thiệu với anh chị. Nếu thấy video này hay, nhờ anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo về những dòng xe của Hyundai. Nếu anh chị chúng ta xem video này, chúng ta muốn tham khảo xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp hotline của Bảo ha, để Bảo có thể hỗ trợ và tiếp đón anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.